Nam chính Travis là sát thủ hàng đầu. Người đàn ông lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cầm lấy một cây gậy bia đập cửa phòng nhà vệ sinh nam. Sau đó, anh rút dao găm ra, cắt mở một chai nước giặt, cho chất khử trùng vào đó và đổ thêm bột giặt. Sau đó, một phản ứng hóa học giữa hai thứ xảy ra, một thứ khí gây mũi bốc lên. Người đàn ông mở cửa phòng vệ sinh nam, vứt hỗn hợp đó vào phòng tắm nam và dùng gậy bia chặn cửa lại. Hai người đàn ông mạnh mẽ bên trong bị chóng mặt chóng váng vô cùng, khi họ được thả ra khỏi nhà vệ sinh liền ngã gục trên mặt đất và thở điên cuồng. Travis nhân cơ hội lấy súng của hắn ta. Sau đó, anh đi đến quán bar gặp gỡ tên sát thủ Jim Morrow. Hóa ra anh ấy là một kẻ giết người hàng đầu, hai người đàn ông khỏe mạnh khi nãy thì ra là vệ sĩ của Jim. Jim liền nói với anh ấy tổ chức muốn anh đi thực hiện một nhiệm vụ vì ông chủ Wessler chỉ định rằng phải để người giỏi nhất làm vụ này. Giết nhân chứng lính đánh thuê đã đào thoát, hoàn thành sẽ nhận được thù lao $1,000,000. Anh ấy cảm thấy có gì đó không đúng trong giây lát. Theo logic thông thường, ám sát một lính đánh thuê bình thường đã không hề đơn giản, chứng tỏ nhiệm vụ lần này chắc chắn rất nguy hiểm. Vì vậy, Travis phải ngay lập tức tăng giá. Nếu như tổ chức chịu trả gấp đôi số tiền ấy, anh ấy sẽ dù gì nhận nó. Sau đó, Jim đã giải thích chi tiết cho Travis nhiệm vụ lần này. Một người là Kit, một người là nữ cảnh sát quốc tế rất xinh đẹp tên Lynn đang bảo vệ Kit, người từng là thành viên của tổ chức. Điều càng đáng sợ hơn là cô ấy có sức mạnh chiến đấu tuyệt vời và vô cùng đẹp mắt. Những sát thủ được cử đi ám sát trước đây đều bị cô hạ dưới tay bởi sự chuyên nghiệp của cô. Lần này đến Travis thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nghe kể về nữ cảnh sát kia, anh cẩn thận đọc kỹ tư liệu về Lynn, quyết định bắt đầu với con trai của cô ấy. Anh ấy tìm đến nhà Lynn, giả làm một người bạn cùng lớp của nữ cảnh sát, từ con trai cô ấy lấy được điện thoại. Sau đó dựa vào điện thoại di động của đứa bé thu hoạch được thông tin Lynn sẽ đáp máy bay từ Cape Town về Hồng Kông. Trong phòng chờ của sân bay, anh ấy cố tình ngồi cạnh nữ cảnh sát, tự nhiên đặt một vài câu hỏi cho cô. Nhìn anh ấy với ánh mắt đau khổ, có vẻ không phải người tốt cho nên Lynn không chú ý đến anh ấy chút nào. Những người lên máy bay cầm theo hành lý. Anh ấy lúc này lập tức liên lạc với ông chủ và nhờ ông ta hủy đi chuyến bay khiến Lynn rơi vào đường cùng. Cô chỉ có thể trở lại phòng chờ một lần nữa. Anh ấy đã nhân cơ hội này để tiến tới, giả làm hành khách để lôi kéo làm quen. Sau đó, hai người cứ thế nói chuyện qua lại, thực sự đã nảy sinh một chút cảm xúc. Tiếp theo, cả hai trèo kéo nhau đi nhà hàng và khách hàng. Sáng hôm sau, Travis nhân cơ hội lấy khẩu súng lục của mình ra định hạ gục người đẹp, nhưng anh ấy lại do dự. Bởi vì một năm trước, con trai và vợ của anh ấy đã bị giết theo cách không thể giải thích được. Cho nên nếu anh ấy giết nữ cảnh sát này, đứa con trai của cô ấy khôi ngô như vậy sẽ mất người thân yêu. Sau một hồi suy nghĩ, anh ấy cất khẩu súng lục đi. Sau khi sao chép dữ liệu trong điện thoại của Lynn, Travis định rời đi lập tức. Kết quả vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Lynn đã dùng súng đuổi theo anh ấy, đối đầu một cách tức giận với anh ấy. Travis vội vàng tránh né, lấy súng lục ra chiến đấu điên cuồng với cô gái xinh đẹp. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình và khí thế mạnh mẽ vô cùng, Lynn nắm lấy cơ hội lăn qua gầm ô tô bắn bất ngờ khiến anh ấy bị thương nặng và ngã xuống đất ngay lập tức, sau đó hôn mê bất tỉnh. Khi anh ấy tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở trong phòng mổ, vết thương trên cơ thể đã được khâu lại, ngoài ra còn có một vết thương lớn trên ngực. Jim nói với anh ấy đây là công nghệ mới nhất của tổ chức, bằng cách cấy ghép thiết bị đặc biệt phục hồi chiến binh bị thương nặng một cách hoàn hảo. Nhưng công cụ chỉ có thể chống đỡ 24 giờ, 24 giờ tiếp theo đó phải được thay thế bằng một thiết bị mới. Ngay khi Jim vừa dứt lời, thủ lĩnh Wessler của tổ chức đã xuất hiện. Ông cho rằng Travis không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, để nữ cảnh sát xinh đẹp chạy mất. Không đợi cho Travis tỉnh hẳn, ông chủ đã hỏi về tung tích của Kate. Sau khi có được thông tin, ông liền ra lệnh giết anh và cũng chế giễu anh rằng ông cố tình cứu sống anh chính là vì để giết anh, không có gì khác ngoài chuyện này cả, tất cả đều được xem như trò vui. Câu nói của ông ta khiến Travis tức giận, nhưng hiện tại anh không thể làm gì được, thầm hạ quyết tâm phải giải quyết chuyện này bằng được. Travis thở dài thườn thượt, bởi vì anh đang bị trói chặt vào bàn mổ, nằm bất động không nhúc nhích. Y tá lấy ống tiêm ra định lấy mạng Travis ngay lập tức, muốn đưa anh đến cõi cực lạc. Trong cơn tức giận, sức mạnh chiến đấu bùng nổ. Travis làm đứt dây thừng, sau đó nhặt dao mổ lên đẩy y tá đi. Anh lao ra khỏi giường, kết quả là cướp luôn súng của tên sát thủ bên cạnh. Y tá muốn chạy trốn, anh ấy liền khóa cổ cô y tá lại, hỏi y tá làm sao có thể sống được sau 24 giờ. Y tá nói với anh ấy cần một dụng cụ mới, nhưng các dụng cụ đều nằm trong tay của Wessler. Vì vậy anh ấy muốn sống tiếp sau 24 giờ về cơ bản không hề đơn giản, quan trọng hơn là dụng cụ này cũng sẽ khiến anh ấy bị sinh ra ảo giác. Lúc này, những tên sát thủ khác nghe thấy tiếng súng vội vàng phi tới nổ súng. Travis lập tức nhặt khẩu súng lục, sử dụng y tá làm áo chống đạn, bắt đầu cuộc chiến với đám sát thủ. Đây là một bước đi linh hoạt, anh ấy hết sức điên cuồng chiến đấu, đám sát thủ nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhưng do vận động quá nhiều, anh bắt đầu bị ảo giác, gặp lại người con trai đã khuất, cậu bé lại xuất hiện trước mặt mình. Điều này khiến anh ấy hoảng sợ thả y tá ra, đưa tay lên và nhìn thời gian trên tay mình, anh ấy chỉ còn 22 giờ 33 phút. Nhưng Travis căn bản không hề sợ hãi, gọi điện thoại cho bố vợ nói rằng chính mình có thể không sống lâu được nữa. Sau đó, Travis lấy ra khẩu súng lục, cướp taxi và điện thoại di động của gã da đen. Cùng lúc đó, tổ chức cảnh sát quốc tế đang thẩm vấn một tên sát thủ khác, hắn ta ngay lập tức thú nhận mọi chuyện. Hắn nói rằng ông chủ đã sử dụng 100 người da đen để làm thí nghiệm, phát minh ra hệ thống phục hồi chiến binh bị thương nặng, còn đào một cái hố để đốt bằng chứng thành tro. Trong khi tên sát thủ đang tự thú, Jim ở trên cao sử dụng súng bắn tỉa, căn góc 30 độ sao cho trúng đầu tên kia, nhanh chóng nổ súng định hạ gục kẻ phản bội.
May mắn thay, Linh Tinh mắt cảnh báo kịp thời cứu tên sát thủ một mạng. Nhưng Jim dựa vào lợi thế về thiết bị bắt đầu trở nên điên rồ. Viên đạn xuyên qua bức tường bê tông dày 2 mét, sát thủ kết thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy cứu mình trước đã. Không ngờ vừa đi ra ngoài đã bị bao vây bởi những sát thủ do Jim gửi đến. Sau một trận điên cuồng từ cả hai phía, Lee nhảy xuống cầu thang với Kate, nhưng không may Kate bị thương ở chân. Nhóm sát thủ nhân đó bao vây từ phía. Đang lúc cô ấy nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc tại đây thì lúc này Travis bất ngờ lái taxi xuất hiện, phi nhanh qua đâm thẳng vào chúng. Những tên sát thủ ngu ngốc để cho cảnh sát Lin và Kate lên xe, rồi họ bắt đầu bỏ chạy. Những tên sát thủ cũng không khoan nhượng, đuổi theo điên cuồng phía sau. Điều này khiến Lin rất khó chịu, cô nhanh chóng sử dụng sức chiến đấu, giơ súng lên và bắn tỉa thật nhanh. 3 tên sát thủ đã tắc thở ngay tại chỗ. Ô tô của chúng bị lật và tông vào lề đường, vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi giải quyết những tên sát thủ xong, Kate trở nên rất hào hứng. Ngay cả khi Ma Vương và Diêm Vương ở đây cũng không thể mang anh ấy đi. Kết quả vừa dứt lời, anh ấy bị bắn một phát xê sẩm mặt mày. Hóa ra Jim có một khẩu súng bắn tỉa ngắm bắn anh ấy từ xa. Travis chỉ có thể tiếp tục tăng ga trở lại, cố gắng chạy trốn. Khi đến bãi biển, Kate bị thương nặng liền trao lại thẻ nhớ cho Lin. Anh ấy vẹo cả đầu và hô hấp khó khăn. Lin nói với Travis rằng nhiệm vụ của cô ngay bây giờ là phải bảo vệ thẻ nhớ, gửi đến trụ sở cảnh sát quốc tế. Anh chỉ có thể đồng ý đáp ứng hỗ trợ hộ tống cô. Sau khi Jim cầm máy ảnh ở phía bên kia, phát hiện ra không thấy thẻ nhớ đâu. Hắn ta tức giận không chịu được đập vỡ cửa kính, sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho Lin nói đã bắt cóc con trai cô ấy. Nữ cảnh sát trong lòng sốt ruột vô cùng. Hai người đi vào một căn phòng đổ nát lấy vũ khí, sau đó gặp gỡ một vài người bạn tốt ở địa phương nhờ họ giúp đỡ tìm cách giải cứu con trai Lin. Ông chú da đen lập tức đồng ý, ông chú cũng khá hứng thú với phi vụ này. Bởi vì người đàn ông này đã trải qua thử nghiệm của Wesler, tất cả đều là thành viên của gia đình ông, nhất định phải báo thù. Sau đó, ông tập hợp một nhóm đàn ông mạnh mẽ, theo chỉ thị của Travis nằm mai phục chờ thời cơ tấn công, đoàn xe của tổ chức kia nhất định sẽ đi con đường này. Còn Travis và Lin sẽ đứng trên đường ngăn chiếc xe áp giải lại. Đám sát thủ nhanh chóng xuống xe để giải quyết rắc rối. Travis yêu cầu tên cầm đầu mau hạ vũ khí xuống và thả con trai của nữ cảnh sát ra. Nhưng hắn ta là người rất ngang tàng, dựa vào đâu mà hắn phải thả người. Vừa dứt lời, một nhóm đàn ông châu Phi cường tráng cầm sẻng và một côn bao vây tất cả những tên sát thủ. Tên cầm đầu lúc này nhận thức được sự việc và bắt đầu sợ hãi, bắt đầu giở trò lừa dối cùng Travis lôi kéo làm quen, nói rằng mình và anh ấy là đồng đội của nhau trước đây. Travis nhìn vào dáng vẻ của tên cầm đầu mà khinh bỉ. Do sử dụng não quá mức nên anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, máu mũi bắt đầu chảy ra khiến anh giật mình, chân mềm nhũn ngã khuỵu trên mặt đất. Tên cầm đầu nhóm sát thủ sửng sốt, hắn ta nhân cơ hội tốt như thế này phát động một cuộc tấn công. Ngay lúc hắn ta vừa giơ súng lên, Lin nhanh tay hơn ngay lập tức lấy ra khẩu súng lục khiến hắn ngã ra đất sau khi trúng một phát súng. Xung quanh là những người da đen vạm vỡ, họ cầm gậy lớn và sẻng đồng loạt tấn công những tên sát thủ khác. Mặc dù bọn chúng sở hữu vũ khí tối tân nhưng cũng không thể đánh lại nhiều người, phải chịu thương vong nặng nề. Những tên khác chỉ có thể bắt đầu lái xe chạy trốn. Một người đàn ông chạy vào nhà, khiêng lên đạn hỏa tiễn, bắt ra một viên đạn pháo. Chiếc xe đang chạy trốn bay lên trời và bốc cháy, cảnh này khiến Lin sợ hãi đến phát khóc vì con trai cô ấy vẫn còn trên xe. Nhưng Travis lập tức ngăn cô lại và nói con trai cô ấy đang ở trong một chiếc xe hơi khác. Sau đó, anh lái xe mang theo cô đuổi theo. Chỉ thấy Travis một cước đạp ga, đâm vào một chiếc xe của tên sát thủ. Còn Lin nhanh chóng xuống xe, nâng cao khẩu súng trên tay hạ gục 2 tên sát thủ. Travis đứng yên lặng lẽ ngắm nữ cảnh sát gặp lại con trai. Anh nhìn thời gian trên tay mình, anh chỉ còn có thể sống trong 36 phút nữa thôi. Anh ấy muốn sử dụng thời gian cuối cùng này đi đến căn cứ của Wesler ngăn cản lòng dạ hiểm ác của ông ta lại. Anh lái xe đến cổng căn cứ của ông chủ, một phát súng đã hạ gục tên cảnh vệ. Wesler ngay lập tức ra lệnh cho những tên khác tấn công anh ấy. Travis ngồi trên xe ô tô, vừa lái vừa sử dụng áo chống đạn, một cước phi thẳng vứt bỏ tất cả đám sát thủ lại phía sau, lao thẳng vào tòa nhà. Khi những tên côn đồ đuổi đến tòa nhà phát hiện rằng anh ấy đã biến mất, ô tô chặn ngang cầu thang. Chờ khi lính đánh thuê đi quanh cầu thang, bọn chúng căn bản không thể theo đuổi Travis, phải đi tìm một chiếc ô tô khác xông vào. Chờ khi đám sát thủ đi quanh cầu thang nhưng thấy rằng có điều gì đó không ổn. Quả bom đang được dính chặt trên tường, những tên kia nhanh chóng bỏ chạy, nhưng quá trễ rồi, một vụ nổ lớn khiến bọn chúng thân tàn ma dại, toàn bộ tòa nhà chìm trong biển lửa. Tại văn phòng của Wesler cũng bị vụ nổ phá hỏng, điều này làm cho hắn ta tức giận vô cùng, ra lệnh cho Jim đưa mọi người đi truy lùng bằng được Travis. Nhưng Jim bỗng nhiên phớt lờ ông ta, hắn đành phải triệu hồi trực thăng với ý nghĩ bỏ trốn khỏi đây. Không ngờ Travis đã có kế hoạch sử dụng một tên sát thủ để làm mồi nhử thu hút hỏa lực của những tên khác. Sau một nháy mắt, anh lấy súng lục và dao găm ra chiến đấu. Travis nấp sau bể cá, một tên tiến tới hòng giết Travis nhưng thân thủ anh vẫn còn nhanh nhẹn, khóa cổ họng tên sát thủ kia lại và sử dụng luôn tên đó làm lá chắn, tránh được vô số viên đạn. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, anh không ngần ngại xử lý một tên sát thủ nữ. Sau một trận chiến lớn, kẻ thù trong văn phòng đều đã chết hết. Tại thời điểm này, Travis vẫn có thể sống trong 26 phút nữa. Anh tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này nhặt lên một cây súng trường phá nát tất cả các bình rượu. Không ngờ Wesler đã để lại cho anh một nhân vật tầm cỡ, một người da đen vạm vỡ. Cuộc đánh nhau tàn bạo của những người khỏe mạnh đã diễn ra. Wesler thấy tình hình không ổn định rời đi, nhưng Travis không bỏ qua, đứng lên ngay lập tức bắn một phát súng làm gãy chân ông ta, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi cướp lấy súng và nhắm vào Jim.
Wessler không những không sợ mà còn buông lời chế nhạo, nói năm đó vì muốn anh ấy tiếp tục làm sát thủ, ông ta không từ thủ đoạn ra lệnh cho Jim đi giết vợ và con trai anh ấy. Và lúc này, cơn tức giận của Travis bùng lên dữ dội. Bấy lâu nay cứ tưởng Jim là người bạn tốt, không ngờ chính hắn ta đã sát hại cả nhà anh. Bởi vì Wessler nghĩ gia đình anh như một mối đe dọa nên hắn ta mới động thủ. Bây giờ, anh ấy hiểu ra mọi chuyện. Trong mắt của ông ta, anh và Jim hoàn toàn không phải là con người mà là cỗ máy giết người. Lúc này, Travis mới cảm thấy chính mình đã hại gia đình, trong lòng rất khó chịu. Anh mất đi sức chiến đấu, nằm trên sàn nhà để cho Jim xử lý mình. Không ngờ Wessler còn rất khốn nạn, trước khi anh ấy chết còn nói rằng ông ta đã phái đi hai sát thủ tiễn nốt bố vợ của Travis. Lúc này, Jim cũng không thể chịu nổi nữa, anh mạnh mẽ cầm khẩu súng đứng lên chĩa thẳng vào đầu ông chủ Wessler định bắn chết ông ta. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, đập một cái dây vào Jim khiến anh ngã xuống. Và bây giờ là thời gian của Travis cũng đã hết, anh cũng tắt thở. Hai sát thủ ở phía bên kia đi đến nhà bố vợ của Travis, nghe thấy âm thanh trong nhà vệ sinh liền bắn liên hồi vào đó. Chúng tưởng ông chắc chắn sẽ không thoát được. Bỗng dưng bố vợ xuất hiện từ phía sau bắn hai phát súng hạ gục hai tên sát thủ. Lin đã đưa con trai của cô ấy đi theo mình, đem bằng chứng đến trụ sở cảnh sát quốc tế. Cho đến đây, dưới sự can thiệp của Travis, cơ đồ của Wessler hoàn toàn bị loại bỏ. Anh không sợ hy sinh mà báo thù cho gia đình và những người đã khuất, trở thành Dr. Strange huyền thoại. Tập phim hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.